Giáp cái con ở nhà mình kéo. Cái gì nó phải nhẹ nhàng từ từ. Sắp chết thì đâu rồi hả em? Tao tưởng con nào nó cắm vào. Bịt miệng con gì ý. Chết rồi. Rộng chán nhỉ? Chết rồi. Này lên thì hắn này ra ngoài như luôn. Di chuyển nhanh thế. Di chuyển nhanh nhỉ. Lại xuống rồi. Có một con ở phía đâu thành phố thì nó hót. Có một con đấy giọng rất hay nhá. Mình thấy con này giọng dâu không hay. Con này nó không lên được giọng. Lúc mà anh nghe thì nó cứ kiểu yếu đấy. Kệ. Chủ nhân nó bảo thế nào mình cứ nghe thế hả? Có khi là đứng bên kia sút sang không? Có sút đấy, tầm đấy là sút sang đấy. Tướng táo đẹp phết đấy chứ con này này. Hai em ơi, con bổ rồi, tướng táo nhìn dài phết. Đấy, con này quay là đẹp rồi đấy. Yeah. Quay từ nãy rồi. Quay từ nãy rồi này. Đi bẫy cụ thì không cho ăn cám nữa thì chim nó yếu xê là mồi mình thôi. Đi bẫy cả ngày mà xem, hết cám, rơi dọc đường, cho ăn chuối, bẫy làm sao được. Còn chim nó ăn còn là nó ăn như cả mình. Của em quên mất là sáng nay không cho cá. Đó, dù. Nhảy. Nhảy đi. Thôi bẫy con này thôi về nhá. Bẫy con nữa tối. Thì cứ dọc đường đi về gặp con nào đánh lên. Ô, ra đây rồi. Nhảy, hót đây à? Con này thì kia tìm cá. Con nào quick kill đây bên này này. Ngay trên đầu anh. Nhảy đi. Ừ, ra từ đây làm gì đấy? Nhảy này nhìn kìa. Đang ngó đầu rồi. Ô, con nào hót ngay trên đầu ấy tao. Ừ. Ô, lại xuống dưới rồi. Rồi xem. Con khác rồi anh ơi. Bên đấy. Sao nó vừa lấy không phải con này. Nó đây nhưng còn con nào lắm thế. Vẫn cái bộ dài thượt này. Con này ra đây làm gì nhỉ? Cả họ luôn. Ăn béo gì. Sút này. Con này sút này chắc chắn rồi. Lâu đá đây. Chết mẹ mày chưa. Chết rồi. Anh em thiện bố Khánh Linh nhá.